Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Nói về Galaxy Note 8 thì có lẽ là các bạn đã không còn lạ lẫm gì về nó nhiều nữa rồi. Và hiện tại mình tin là đã có rất nhiều những bạn sở hữu và đang sử dụng nó. Tuy nhiên, đã bao giờ các bạn đặt ra một cái câu hỏi, đấy là vì sao mình muốn Note 8 và mình thích cái điều gì nhất trên chiếc Galaxy Note 8 hay là chưa? Đây sẽ là một video mình chia sẻ những cái trải nghiệm của mình với sản phẩm này trong thời gian vừa qua. Mình sẽ nói ra những cái điểm mà mình thấy thích và một vài điểm mình thấy chưa thực sự thích. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là một video đánh giá chi tiết mà mình chỉ muốn nói lên cái quan điểm cá nhân của mình mà thôi. Và các bạn nào đang sử dụng chiếc Galaxy Note 8 thì cũng có thể chia sẻ ở comment phía bên dưới. Và nếu như bạn nào mà chưa có cơ hội sở hữu cho mình sản phẩm này, nếu thấy thích nó thì hãy cùng xem với những cái chia sẻ của mình, với những cái trải nghiệm của mình, nó có thực sự phù hợp với bạn hay không, và các bạn có nên mua nó trong tương lai hay là không. Còn nếu như bạn nào mà đang muốn mua cho mình chiếc Galaxy Note 8 thì các bạn cũng có thể bấm vào link phía bên dưới phần mô tả video mình để. Tại vì ở XT Mobile đã có chương trình là chào đón mùa Halloween. Các bạn sẽ được tặng một cái phiếu mua hàng là 800.000, có thể giảm giá trực tiếp vào sản phẩm. Và các bạn còn được tặng cho mình một chiếc tai nghe Bluetooth Hoco nữa. Và điều đặc biệt là nó sẽ áp dụng cụ thể nhất đối với những chiếc Galaxy Note 8 sách tay. Nhớ nhá, lưu ý nhá, giảm được gần 1 triệu đấy. Đấy. Cái điểm đầu tiên mà mình thấy thích nó chính đến từ cái màn hình này. Màn hình kích thước lớn 6,3 inch và tỷ lệ mới 18,599, cong tràn vô cực. Cái vấn đề mà mình thấy thích ở đây nó đến từ hai thứ. Một là tỷ lệ màn hình dài, hai nữa nó đến từ cái chất lượng hiển thị. Có thể nói về chất lượng hiển thị của những thiết bị cao cấp Super OLED thì mình không phải chia sẻ nhiều nữa rồi. Rất rực rỡ, nịnh mắt, xem phim rồi chơi game, rồi là những trải nghiệm về hình ảnh các thứ là cực kỳ đã. Nói chung mình giải trí với sản phẩm này rất là nhiều, và khi mà mình xem video nó mang đến một trải nghiệm thực sự rất đã luôn. Chưa kể nữa là với cái tỷ lệ hiện tại của nó là 18,599 thì nó có thể tương thích rất tốt với những cái nội dung trên YouTube hiện tại, đặc biệt là phim ảnh các thứ. Tại vì hiện tại phim mình thấy hầu như nó đều theo cái tỷ lệ ultra wide khoảng 21:9, thì đương nhiên với cái trải nghiệm trên cái màn hình 18:5:9 này nó sẽ được rộng hơn. Màn hình 16:9 thì nó sẽ bị cắt hai mảng đen trên dưới, nhưng bây giờ cái mảng đen đó sẽ bị hạn chế đi một chút. Nó vẫn sẽ còn nhỏ nhỏ nhưng mà nó sẽ không nhiều giống như màn hình 16:5:9 trước đây. Tiếp theo nữa thì với cái việc nó cong tràn thì các bạn có thể thấy nhìn mặt trước của nó vô cùng là sexy và đẹp. Và có thể nói rằng đây là một trong những sản phẩm mình đánh giá là có thiết kế đẹp nhất trong năm 2017 tính đến thời điểm hiện tại. Ok, đến điểm thích thứ hai nó chính đến từ cái chiếc bút S Pen này. Với cái chiếc bút S Pen này, nó mang đến cho mình rất nhiều những tính năng và nó phục vụ cho công việc và trong cái đời sống hàng ngày của mình rất là nhiều. Mình là một thằng vô cùng hay quên. Và bây giờ mỗi khi mình cần nhớ một cái gì đấy, mình sẽ chỉ cần tút ngay chiếc bút này ra và mình viết ngay ở cái phần màn hình khóa. Nó có một cái tính năng gọi là screen of memo, và mình có thể viết, và khi mà mình đóng bút lại là ngay lập tức những cái file thông tin mà mình vừa viết sẽ được lưu lại hoàn toàn. Và thậm chí là mình có thể pin được những cái nội dung đó ra ngoài màn hình khóa, cái màn hình on one zip lay ấy. Tức là luôn khi nào mình cầm vào điện thoại là mình sẽ có thể nhớ được những cái điều mà mình cần phải nhớ. Tiếp theo nữa là cái trải nghiệm khi mà mình cần một copy một đoạn văn bản nào đấy. Nếu như ví dụ mà đặt ra một cái trường hợp bạn của bạn gửi sang cho bạn một cái tin nhắn có số điện thoại, số tài khoản hay bất cứ một số gì đó, hoặc là một cái đoạn thông tin gì đấy, các bạn chỉ cần chép cho mình một cái đoạn thông tin này thôi, thì dùng chiếc bút này các bạn kéo và copy nó dễ hơn rất là nhiều. Hay là chúng ta xử lý để mà các bạn chỉnh sửa ảnh kéo bằng Snapseed này, thì chúng ta sử dụng chiếc bút kéo đi kéo lại thì nó cũng sẽ dễ chịu hơn và chính xác hơn so với việc các bạn dùng một ngón tay như thế này. Hay đặc biệt là chơi game Everwing ở thời điểm hiện tại thì dùng cái chiếc bút S Pen này với chiếc Note 8 nó mang đến cho mình một trải nghiệm game nó tốt hơn nhiều so với việc đó là dùng một cái ngón tay to như cái xúc xích như này quẹt qua quẹt lại, không hề thích thú một chút nào. Cái điểm thích thứ ba chính đến từ camera. Camera của sản phẩm này thì mình có thể nói rằng là shot and up, tức là chụp xong cái up được luôn. Bởi vì cái camera này nó tinh chỉnh màu sắc, nó hơi thiên sang tông rực rỡ, nịnh mắt, và nó hơi đẩy tông lên, nó cố gắng làm nét hơn, nâng tương phản, nâng độ sáng lên. Và các bạn có thể thấy là ảnh rất là nịnh mắt trong phần lớn tất cả những môi trường. Thậm chí là chụp người thì cái màu da nó cũng mang đến rất là tốt khi mà chụp đủ sáng. Mình thì thuộc dạng đen quá thôi, nhưng mà nó mang đến cho mình một cái trải nghiệm gì đấy nó cũng khá là lạ. Nói chung là mình thấy là ok. Thậm chí là avatar Facebook của mình hiện tại cũng đang là cái hình chụp mình chụp bằng Samsung Galaxy Note 8, ảnh gốc không hề edit một chút nào, thì các bạn có thể thấy là chất lượng rất là tốt. Chứ nữa là với khả năng zoom 2x của nó thì nó cũng giúp cho mình có thể đọc được những dòng chữ từ xa tốt hơn, bởi vì mắt mình thì hơi cận, mình không thể nào nhìn quá xa được. Và mỗi khi mình cần nhìn xa thì mình đều sử dụng chiếc Galaxy Note 8 này để mà chụp xong là mình zoom ra và đọc những chi tiết từ xa.
Camera selfie của cái dòng này cũng là một thứ mà người yêu mình cực kỳ thích. Nói đâu ra, selfie bằng cái này vừa nét này, vừa xóa mụn này, vừa căng chi tiết, lại còn lấy sáng cực kỳ tốt trong bóng tối nữa. Phải nói nó quá ngon được luôn. Và cuối cùng, nó chính đến từ cái hiệu năng. Đây là sản phẩm cao cấp đầu tiên của Samsung có 6GB RAM, nói ở thị trường chính hãng Việt Nam. Và mình thì sử dụng máy chính hãng. Còn nếu đối với những máy xách tay ấy, thì nó cũng đã có chiếc S8 Plus xách tay trước đây là có 6GB RAM rồi. Và cái trải nghiệm về hiệu năng mình đánh giá là rất là tốt, tốt hơn rất nhiều so với phiên bản nó là S8 4GB RAM trước đây. Bởi vì các bạn có thể chạy về lâu về dài cũng không gặp phải hiện tượng nó bị tràn RAM hay là bị lag hoặc là bị đờ ứng dụng. Hiện tại thì mình thấy là Android thì ngày một tốt lên, nhưng ứng dụng của Android thì không hề tốt. Và mỗi khi các bạn sử dụng mà gặp phải hiện tượng như đóng ứng dụng Facebook này, khởi động lại ứng dụng Messenger này, hay là treo đường ứng dụng, thì mình nghĩ rằng nó đến từ cái việc đó là nhà sản xuất ứng dụng đó tối ưu không tốt, chứ không phải là do thiết bị. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mình vẫn có một vài điều không thực sự ưng ý trên sản phẩm này. Cái điều đầu tiên đó là pin của máy chỉ có dung lượng là 3300 mAh. Cái trải nghiệm thực tế của mình thì nó vẫn đủ cho một ngày, nhưng mình muốn nó phải trâu hơn, nó phải dai dẳng hơn để mình có thể sử dụng được nó nhiều hơn trong một ngày. Và có một chi tiết mình thấy rất là lạ, đấy là sản phẩm này vẫn chỉ sử dụng cái Quick Charge 2.0 mà thôi. Có lẽ bởi một vài lý do an toàn liên quan đến nhiệt độ hoặc liên quan đến mạch pin gì đó thì Samsung vẫn không tích hợp những cái công nghệ sạc mới hơn. Nói chung là 2.0 thì nó vẫn là sạc nhanh và các bạn vẫn có một trải nghiệm tốt được với sản phẩm này. Ngoài ra còn hai cái trải nghiệm rất là thú vị, rất là khác biệt nữa. Đối với những bạn mà dùng Samsung Galaxy Note 8 chính hãng, nó là Galaxy Gift và Samsung Pay. Thì với Samsung Pay, các bạn có thể tích hợp thẻ ngân hàng của bạn vào chiếc điện thoại và chúng ta có thể mang đi thanh toán, dùng cực kỳ dễ dàng, cực kỳ gọn lẹ. Và đặc biệt là các bạn còn nhận được rất nhiều ưu đãi với cái Samsung Pay này. Và bên cạnh đó, Galaxy Gift thì chúng ta có thể uống cà phê Highland free vào thứ bảy này, xem phim CGV vào free vào thứ bảy này, và có 4 lần check-in phòng trò thương gia với một chiếc Galaxy Note 8. Nếu mà các bạn sử dụng hai chiếc thì chúng ta có tận 8 lần. Rồi chưa kể nữa là các bạn còn có thêm rất nhiều voucher giảm giá trà sữa, đồ ăn, đồ uống, mỹ phẩm hay là những cái đồ dùng gì đó, tùy thuộc vào từng cái gift, từng cái voucher có mặt ở trên hệ thống của Samsung Galaxy Gift. Và vừa rồi là tất cả những trải nghiệm, tất cả những điều mình thích và không thích trên chiếc Galaxy Note 8. Có thể nói rằng đây là một trong những sản phẩm hoàn thiện nhất từ trước đến giờ của Samsung. Khi mà chúng ta có một màn hình đẹp, lớn, hiệu năng khá, camera chất lượng, thời lượng pin cũng đủ dùng, và đặc biệt là những cái tiện ích gia tăng đối với máy chính hãng cũng rất là tốt. Máy xách tay thì các bạn sẽ có một cái lợi thế, đây là mức giá phải bỏ ra thấp hơn, các bạn có thể dễ tiếp cận được với sản phẩm này hơn. Nhưng bù lại chúng ta sẽ có đôi chút sự giới hạn. Phụ thuộc nhất vẫn là sự lựa chọn của các bạn mà thôi. Tại vì mình biết cũng có rất nhiều bạn không quan tâm đến Galaxy Gift và Samsung Pay. Một lần nữa đừng quên truy cập website của XT Mobile để tham khảo về cái sự kiện Halloween sắp tới nhé, được giảm giá 800.000 và được tặng tai nghe Bluetooth đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy comment chia sẻ ý kiến của bạn về phía bên dưới để xem bạn thích điều gì nhất trên chiếc Samsung Galaxy Note 8. Và nếu như bạn có ý định muốn mua nó thì các bạn sẽ mua màu gì nhá. Ok, video xin được dừng lại tại đây. Bye.